Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới, nhân dịp một năm ngày giỗ đầu cha Giuse Trần Ngọc Thanh OP, vị tử đạo thời hiện đại, mời nghe quan điểm của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum bất ngờ đưa ra về biến cố tang thương này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, biến cố cha Giuse Trần Ngọc Thanh, một tu sĩ, linh mục dòng Đa Minh bị sát hại, ngài chết tức tưởi bởi hai nhát dao chí mạng vào đầu của hung thủ Nguyễn Văn Kiên, khiến cả cộng đồng công giáo, thậm chí cả nhiều người ngoại đạo trong nước và hải ngoại quan tâm đặc biệt. Sự kiện cũng được Tòa Thánh Vatican dõi theo và có lời chia buồn trước biến cố tang thương này. Có nhiều ý kiến quanh vụ việc. Có người cho rằng có sự kích động thù nghịch đức tin công giáo hoặc một thế lực ma quỷ nào đó đứng sau. Tuy nhiên, Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum, ngài có bài trả lời phỏng vấn trên đài Á Châu Tự Do. Đức Giám mục Kon Tum nhận định vụ sát hại linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh không mang tính hệ thống. Lưu ý, đây là lời của nhà báo thuộc Tôn giáo Bạn phỏng vấn Đức Giám mục Kon Tum. Tờ báo viết, Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum Aloysio Nguyễn Hùng Vị cho rằng vụ việc linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay trước Tết Nguyên đán 2022 chỉ mang tính riêng lẻ, mặc dù các linh mục có gặp khó khăn trong công tác truyền giáo ở những tỉnh Tây Nguyên. Ngày 3 tháng 2 năm 2022, Tòa Giám mục tỉnh Kon Tum có bức thư chung Tết Nhâm Dần về việc nghiêm trọng xảy ra tại địa phận tỉnh hôm 29 tháng 1. Theo nội dung bức thư, hai linh mục Simon Phan Văn Bình, nhà hưu tòa giám mục và linh mục Joan Bautista Đỗ Thanh Tùng, chính xứ giáo phận Đắc Mót đã vào thăm giáo họ Sa Lòn ngay ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, tức ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022. Hai vị này đã đến cầu nguyện nơi linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị sát hại và đến thăm gia đình nghi phạm Nguyễn Văn Kiên. Theo bức thư ký tên của giám mục Aloysio Nguyễn Hùng Vị, thì ông Kiên thuộc gia đình công giáo mới, cha mẹ hiền lành và ngoan đạo. Ngoài ra, em gái của ông này đang học nội trú nhà các sơ. Tuy nhiên, bản thân anh Kiên thì lơ mơ, không sống đạo. Anh Kiên không phải là người điên khùng, theo cách hiểu thông thường, anh vẫn biết làm ruộng, làm rẫy, sửa xe. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, anh có thể nổi điên quậy phá, chửi bới, đập tivi, đánh đập ngay cả người nhà, thậm chí đập bàn thờ gia đình. Anh còn hoang tưởng bị người ta ức hiếp, ngăn cản không cho lấy vợ. Anh quát mắng mẹ anh khi bà phủ nhận lời anh nói như thế. Bức thư dẫn thông tin của hai linh mục từ lời kể của người thân nghi phạm chém linh mục Giuse Thanh. Chiều ngày 4 tháng 2, Giám mục Aloysio Nguyễn Hùng Vị xác nhận với phóng viên Đài Á Châu Tự Do cho hay, bức thư này là chính xác từ Tòa Giám mục Kon Tum gửi đi và phía công an đang trong quá trình điều tra, chưa có kết luận về vụ việc. Qua điện thoại, ông cho hay giáo phận có gặp vài khó khăn trong công tác truyền đạo. Nói chung cũng không có vấn đề gì, cũng có cái ví dụ như xin xây dựng hay những cái này cái kia liên quan Thuệ Anh, nhất là những chỗ chưa được công nhận là một giáo xứ thì sinh hoạt nó khó hơn, những chỗ đã lên giáo xứ rồi thì nó dễ dàng hơn, nói chung là nó như vậy thôi. Giám mục cho biết thêm, từ xưa đã có một vài vụ tấn công linh mục công giáo và gần đây thì ở An Khê, Gia Lai, có vụ việc một người có vấn đề tâm thần chém một linh mục, nhưng may mắn vị này đã qua khỏi sau khi nhập viện cấp cứu. Tôi chưa thấy được cái gì nó có, .. Tôi thấy vụ này nó có gì đó mang tính riêng lẻ, nó không phải là phong trào hay trào lưu. Tôi không biết tại sao nó lại xảy ra trường hợp như vậy. Kon Tum không phải luôn luôn nó là như thế. Giám mục Kon Tum khẳng định. Như chúng tôi đã thông tin, linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị một ông chém hai nhát vào đầu và tử vong khi đang ngồi ở tòa giải tội ở giáo họ Sa Lòn tỉnh Kon Tum hôm 29 tháng 1. Báo chí nhà nước hoàn toàn im lặng cho đến hôm 3 tháng 2 mới đưa tin sau khi công an tỉnh có thông cáo báo chí. Theo thông cáo, đến ngày 31 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, về tội giết người.
Ngoài ra, Công an Kon Tum cũng cho hay, sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an huyện Ngọc Hồi cùng đại diện chính quyền địa phương và các linh mục phụ trách giáo xứ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ động cơ, mục đích giết người của nghi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hết trích. Chúng ta có thể thấy có rất nhiều thuyết âm mưu xung quanh biến cố tang thương này, nhưng lời khẳng định của Đức Giám Mục thì lại rất khác và đơn giản hơn. Nguyện xin cha Du Sê Thanh cầu bầu cùng Chúa soi sáng cho Giáo hội Việt Nam để hy vọng rằng tương lai Việt Nam có vị thánh tử đạo mang tên Du Sê Trần Ngọc Thanh. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.